Nói như vậy là ngài sẽ đi giáo hóa mọi người. Đây là đạo trí tuệ, có đúng không ạ? Đúng vậy Vasika. Tu hành theo đạo này có thể đạt được giác ngộ viên mãn. Nếu nói theo cách của ngài thì ngài chính là bậc giác ngộ viên mãn. Nói theo ngôn ngữ của xứ Magadha thì ngài chính là Buddha. Vậy tất cả chúng con có thể tôn xưng ngài là Buddha được không? Tất nhiên là được. Buddha. Ngài đã giác ngộ dưới cội cây kia, vậy từ giờ tụi con có thể gọi nó là cây Bodhi được không ngài? Đúng rồi, ngài Siddhartha đã chứng ngộ dưới cội cây kia, vậy hãy gọi nó là cây Bodhi nhé. Cây Bodhi, cây Bodhi. Chân lý mà ta chứng được không thể hưởng riêng một mình, tất cả chúng sinh đều đáng được lợi ích. Ta sẽ giảng dạy cho họ cùng đạt được trí tuệ này. Love.